There are indeed many people around the world. It is true that many people who do not practice, people who do not practice Buddhism, just found that before many, especially before major catastrophes, you will always be teaching the scriptures to remind the public. Chúng con phỏng vấn sư phụ thì sư phụ cũng có rất nhiều cảnh báo. Vô cùng phù hợp với căn cơ của Master. You have many warnings, very much in line with the roots of modern man. Wake up the public and wake up quickly. Hối hận không kịp rồi. Vậy người tin tưởng thì sẽ được cứu. Người không tin tưởng tự cho rằng đó là mê tín, thì sau này mỗi người sẽ có nhân quả của riêng mình. Điều này nhất định không có cách nào tránh khỏi. Tự mình phải nếm mất khổ cực. Đến khi cả thế giới bị hủy diệt thì có kêu gọi trời cũng không nhiều. Đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Chắc chắn con người sẽ đi vào con đường này. Đến khi thảm họa bùng phát, at that time, it was too late to regret. People will definitely go this way. When the disaster breaks out, it's too late to regret. It's too late to regret. What era is this? The catastrophe is now. How can we save ourselves? Only chant Buddha. Except chanting Buddha. Đều không kịp nữa rồi. The other Dharma doors are no longer in time. Nếu như khi điều này bùng phát, thì rất có thể khiến cho núi lửa trên đất bùng phát. Very likely to trigger an eruption on Earth. Sống thật. Volcanic eruptions will cause earthquakes and tsunamis. Sẽ gây ra thảm họa nghiêm trọng. That would indeed be a serious disaster. Đạo đức không còn nữa. Nhân quả không còn nữa. Tôn giáo ethics không còn nữa. Morals gone, karma is gone, religion is gone. There is no more law, it's all because of the law's loopholes. The law doesn't work. That's for the good guys. Uy quyền cũng không còn nữa. Chúng ta nói hoàng thượng cũng không còn nữa. Lúc này thì phải làm sao? Lúc này là lúc ông trời. We say that the emperor is gone. Con người là. What should we do at this time? At this time, God is going to accept people. Ông trời muốn thu con người lại thì thảm họa ở ngay trước mắt. Sau khi trải qua thảm họa lớn God thì con người cũng sẽ tỉnh trở lại. Cái thảm họa catastrophe, people will wake up. Thảm họa năm nay chết 1 triệu người. This disaster, let's say 1 million people died this year. Năm sau sẽ chết 2 million people will die in 1 year and 4 million people will die in the year after. Doubling the growth until the time when people are almost dead all. Then human will be enlightened. All turn back. It's helpless. What are you going to do? Then you look at religion. The ancient sages speak every day. We used to think it was dross. That should be discarded. Now go back and think about what they said. Do you still dare to call it dross? Hiện nay, các quốc gia at the end of the day, nature will come clean up. To deal with this problem, you are now incapable of interfering with the state. Unable to clean it up, and neither can the law. Ethics and morals are gone. They doesn't want it anymore. They won't accept it. That means disaster is coming. Nature will destroy it. It perishes by itself. When a catastrophe comes, we can't resist it. Ethics don't work for you. Nhân quả cũng không có tác dụng. Morality doesn't work for you either. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền. Causality doesn't work either. The teachings of Buddhas and Bodhisattvas, the teachings of sages, think it's all wrong. Feudal ideology, backward ideology. In this situation, it is finally God who cleans up. Today's social unrest, cataclysm on the earth. That's the ledger. I hope that at this time, they can wake up and turn back. Cái thời gian tính sổ toàn bộ đã tới rồi. What we met today, it's time to settle the ledger. Còn chưa tới thì hàng loạt biến cố. Before this comes, đều là những cảnh báo của ông trời. All kinds of catastrophes are God's warnings to us. Nói nhiều rồi, không cần thiết phải nói nữa.
không kịp nữa rồi. There's no need to talk too much. Thì chúng sanh it's too late. These retributions are not present. Sentient beings don't know. It's too late. Boundless sea of bitterness. Hiện nay vẫn còn đang mê hoặc, điên đảo, không ngừng tạo nghiệp. Currently still being crazy and deluded, constantly creating karma.